Xây dựng nông thôn mới là một trong những chương trình mục tiêu quốc gia đã thực hiện từ năm 2010 trên phạm vi toàn quốc. Nghị quyết 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa ra mục tiêu cụ thể cho vùng đến năm 2030 là tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu khoảng 30%. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chương trình ở các huyện vùng cao của tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa vẫn gặp không ít những khó khăn. Các huyện vùng cao Bắc Trung Bộ đang nỗ lực để xây dựng huyện nông thôn mới. Mường Lát là huyện vùng cao biên giới nằm ở tận cùng phía tây bắc của tỉnh Thanh Hóa. Toàn huyện có 7 xã biên giới và 1 thị trấn, với 6 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 95,5%. Thời điểm bắt tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bình quân số tiêu chí nông thôn mới của huyện mới chỉ đạt 2,5 tiêu chí trên 1 xã. Đến nay, tổng số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn huyện đạt 10 tiêu chí trên 1 xã. Có 30 bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và chưa có đơn vị xã được công nhận nông thôn mới. Diện tích đất của Mường Lát thì tổng diện tích tự nhiên có 81.240,94 ha, trong đó thì đất quy hoạch 3 loại rừng là gần 76.000 ha. Cho nên cái đất sản xuất cây hàng năm và trồng cây lâu năm thì nó cũng có những cái mặt hạn chế nhất định, nữa là cái về cái tính trông chờ lại của bà con nhân dân, mà đặc biệt là có thể nói trong đó có cả cán bộ. Cho nên cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải đang tập trung đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua những cái khó khăn phải làm trước cái đó thì mới đến cái tuyên truyền cho bà con bỏ tính trông chờ lại trong cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Nhận thức rõ mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, huyện Mường Lát tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, đi liền với ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất về cây trồng, vật nuôi thế mạnh. Huyện cũng chú trọng tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã huy động nguồn lực lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 để tập trung phát triển Mường Lát. Thực hiện 3 cái chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết số 11 về phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Thì sau khi các cái chính sách ra đời thì huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền vận động bà con thực hiện các cái chính sách ưu tiên cái phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn và phát triển chăn nuôi, tìm ra những cái cây chủ lực, các loại cây mang cái tính chất bản địa mà nó đã phát triển lâu nay trên địa bàn tốt như là cây luồng, cây vầu và cây măng tre bát độ. Về phát triển nông nghiệp thì cũng đã tập trung về cái phát triển cái cây trồng hàng năm. Đến Mường Lát hôm nay, ấn tượng nhất là những cánh đồng lúa mênh mông. Đây cũng là thành quả của chính sách dồn điền đổi thửa, khai hoang phục hóa. Hiện nay toàn huyện có khoảng 800 hectare trồng lúa nước, trong đó 600 hectare là diện tích lúa cay nọi, một loại lúa nếp đặc sản, cũng là sản phẩm OCOP 3 sao tiêu biểu đầu tiên của huyện. Đây là giống lúa nếp được trồng nhiều nhất ở xã Quang Triều. Mặc dù mỗi năm chỉ trồng được một vụ, thời gian gieo trồng khá dài, khoảng 5 tháng, nhưng lúa cho năng suất cao. Cùng với Mường Chanh, Quang Triều được xác định là một trong hai xã sẽ phấn đấu về đích nông thôn mới đầu tiên của huyện Mường Lát giai đoạn 2023-2025. Gạo nếp cây nọi thì trồng 5 tháng mới được thu hoạch, nhưng nó ngon hơn, giá cũng cao hơn, khoảng được 150.000 một yến. Hôm nay gia đình tôi đang thu hoạch, xong sẽ bán luôn cho công ty và hợp tác xã. Hôm nay, Hợp tác xã Nông Lâm Trung Thành cùng các cán bộ phòng nông nghiệp của huyện Mường Lát lại xuống đồng cùng bà con để khảo sát chất lượng lúa nếp cây nọi. Kể từ ngày Hợp tác xã được thành lập, liên kết cùng bà con, chị Nông đã phối hợp cùng các cán bộ nông nghiệp nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người dân quy trình sản xuất, từ đó hướng tới xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm gạo cây nọi an toàn. Hợp tác xã của chúng tôi diện tích là hiện là liên kết 50-70 ha. Và trong khi đấy là 200-220 hộ dân.
và cũng giúp cho bà con là năng suất và bà là hơn ngày trước. Ngày trước là chưa làm sản phẩm ô cốp rồi, bọn tôi bán lúa ở trên đây là bà con bán là có 120.000 một yên lúa thôi, bây giờ nó có nâng lên 160 đến 180. Lúa nếp cái loại bán ra các tỉnh là Ninh Bình này, rồi Sơn La này, Hà Nội này là tôi tiêu thụ ra đấy, rồi còn cũng tạo công ăn việc làm cho bà con ổn định hơn và giá nó ổn định. Trong công cuộc xóa đói giảm nghèo từ trước đến nay, bên cạnh các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế đặc thù, thì một trong những yếu tố quan trọng mà Đảng và Nhà nước luôn đặt lên hàng đầu chính là tuyên truyền nâng cao ý thức tự lực tự cường của người dân. Cùng xuất phát điểm là huyện nghèo miền núi, nhưng huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An lại có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công cuộc xây dựng huyện nông thôn mới. Thực tế cũng đã chứng minh, vùng dân tộc thiểu số nào phát huy được vai trò của cộng đồng thì kết quả giảm nghèo ở đó sẽ đạt hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, với các xã đạt chuẩn nông thôn mới thì tinh thần chủ động cũng phải cao hơn. Có như vậy mới duy trì bền vững thành quả đạt được, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Từng là xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Nhưng đứng trước cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, bà con không chỉ hiến đất làm đường mà còn góp tiền, góp sức để cùng nhau triển khai thực hiện. Triển khai cái chương trình có một số nơi cũng nghĩ rằng cái việc xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của nhà nước và phải đầu tư về kinh phí để là người dân thụ hưởng. Nhưng mà trong cái quá trình tuyên truyền thực hiện thí điểm ở một số mô hình và sau đó nữa thì cái chỉ đạo lan rộng trên địa bàn toàn huyện thì cái ý thức và cái tư tưởng của cán bộ đảng viên cũng như là người dân đã có cái sự thay đổi rõ rệt và họ nhận thức được cái việc đó là làm cho mình và mình thụ hưởng. Cho nên là có cái sự vào cuộc, cái sự chung tay của toàn thể người dân trên địa bàn. Cho nên là ngoài cái việc mà hỗ trợ một số cái cơ chế chính sách theo quy định thì cái việc mà đóng góp của người dân cũng khá là lớn, nhưng mà người dân rất là tự nguyện để là tham gia. Với sự đồng lòng quyết tâm mà người dân đã đóng góp được số tiền gần 6 tỷ đồng cùng hơn 15.000 ngày công, đặc biệt là hiến khoảng trên 95.000 mét vuông đất để xây dựng, sửa chữa các công trình công cộng, làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã. Giờ đây đến với xã Nghĩa Lạc, đầu đầu cũng là những con đường hoa rực rỡ, sạch sẽ như thế này. Hoa là do bà con tự trồng và cứ hàng tuần hoặc khi có kế hoạch, mọi người trong xóm lại cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, rồi cắt tỉa, chăm sóc hoa. Điều này cho thấy sự đoàn kết và thay đổi lớn trong ý thức của người dân nhằm xây dựng bản làng xanh sạch đẹp. Ở bước đầu cũng có những cái khó khăn nhất định như việc hiến đất, hiến cây, rồi là mở rộng các tuyến đường. Chính vì những cái đó thì cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cũng đã tập trung tuyên truyền, thì ý thức và nhận thức người dân cũng đã có nhiều cái thay đổi và hưởng ứng tổ chức thực hiện đồng lòng là với chủ trương là mở rộng đường đảm bảo theo cái quy hoạch của xây dựng nông thôn mới từng giai đoạn, góp sức, góp công, góp của để là đổ đường bê tông, rồi là đầu tư trồng các loại cây và chăm sóc bảo vệ rồi hoa màu ở tại cái địa phương. Qua việc rà soát thường xuyên việc thực hiện các tiêu chí, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Nghĩa Đàn đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạng, vướng mắc và bổ sung thêm một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn. Phấn đấu đến cuối năm 2024, huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xây dựng nông thôn mới là chương trình mục tiêu quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Người thụ hưởng trực tiếp những thành quả đó là người dân. Để thực hiện thành công chương trình, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động cả hệ thống chính trị tham gia, nâng cao vai trò trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Nhân rộng các mô hình điển hình, sáng kiến, kinh nghiệm hay về nông thôn mới, chính quyền kết nối hỗ trợ, hướng dẫn người dân triển khai hiệu quả các nội dung, tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, gắn với tiêu thụ sản phẩm để nhân rộng, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.